hoàn tất điều tra xác định bà Nguyễn Phương Hằng chủ mưu cầm đầu. Tài xế tông hàng chục xe máy ở Võ Trí Công xin được thứ lỗi và nhận hết trách nhiệm. Khẩn trương điều tra vụ bé trai học môn bị nghi ép hút chất ma túy. Vụ rơi trực thăng Bell 505, thi thể 4 nạn nhân được bàn giao cho người thân, tìm thấy nạn nhân cuối cùng. Người đàn ông đăng thông tin thuê người đi đánh nhau nhận kết đắng. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube Báo Sức Khỏe và Đời Sống liên quan tới vụ bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty Đại Nam, Bình Dương bị điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Mới đây, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin những tình tiết mới của vụ việc. Trong bài viết mới nhất với tiêu đề Đề nghị truy tố Nguyễn Phương Hằng và bốn đồng phạm Báo Công an Nhân dân cho biết, theo hồ sơ vụ án, bà Nguyễn Phương Hằng, 52 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam Bình Dương đã lợi dụng sử dụng 12 kênh mạng xã hội live stream xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng uy tín danh dự nhiều cá nhân như ông Võ Nguyễn Hoài Linh, nghệ sĩ Hoài Linh. Bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, ca sĩ Vi Oanh, bà Đặng Thị Hàn Ni, nhà báo, thạc sĩ luật Hàn Ni, ông Huỳnh Minh Hưng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, bà Trần Thị Thủy Tiên, ca sĩ Thủy Tiên, cùng chồng là Lê Công Vinh và một số cá nhân khác. Quá trình điều tra, bị cáo Nguyễn Phương Hằng khai các thông tin phát ngôn khi live stream và đăng tải trên Facebook và các cá nhân trên đều do bà này đọc trên mạng, chưa được kiểm chứng và không có cơ sở chứng minh. Cơ quan chức năng xác định hành vi của bị can Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm đã phạm tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Trong đó, bị can Nguyễn Phương Hằng đóng vai trò chủ mưu cầm đầu. Muốn đồng phạm gồm Nguyễn Thị Mai Nhi, trợ lý của bà Hằng, Lê Thị Thu Hà, nhân viên công ty cổ phần Đại Nam, Huỳnh Công Tân, trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần Đại Nam, Đặng Anh Quân, tiến sĩ luật, giảng viên trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó ba bị can Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Đặng Anh Quân có vai trò đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Phương Hằng thực hiện hành vi phạm tội. Các bị can phạm tội có tổ chức và phạm tội hai lần trở lên. Ngày 7 tháng 4, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã nhận kết luận điều tra và hồ sơ vụ án Nguyễn Phương Hằng và bốn đồng phạm. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, xét thấy cần tạm giam bị can Nguyễn Phương Hằng để hoàn tất thủ tục truy tố, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh tạm giam đối với bà Hằng. Thời gian tạm giam 19 ngày kể từ ngày 7 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4. Trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố và bị tạm giam từ ngày 24 tháng 3 năm 2022 đến nay. Cho đến nay, những thông tin xoay quanh vụ án của bà Phương Hằng vẫn đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Liệu sau kết thúc điều tra và tạm giam bà Phương Hằng 19 ngày, cơ quan chức năng có động thái gì tiếp theo? Tất cả những tin tức mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật khi có thông tin từ cơ quan điều tra. Đã 2 ngày trôi qua, nhưng dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng bởi vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra tại ngã tư Võ Trí Công, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội. Khung cảnh say nằm la liệt, vỡ nát cùng với những người bị thương nằm giải rác trên đường khiến cho ai chứng kiến cũng đều không khỏi hoảng sợ thuật lại giây phút kinh hoàng đó tài xế hoàng ngọc vĩnh người gây ra vụ tai nạn đã cúi đầu xin lỗi và hứa sẽ chịu trách nhiệm để giảm hậu quả xuống mức thấp nhất Liên quan đến vụ tai nạn giữa ô tô và 17 phương tiện khác tại ngã tư Võ Trí Công Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội ngày 5 tháng 4, theo công an quận Tây Hồ qua trích xuất toàn bộ camera từ cổng bệnh viện Tim Hà Nội đến khu vực xảy ra tai nạn, cảnh sát xác định sau khi ra khỏi bệnh viện khoảng 30m, chiếc ô tô lao rất nhanh cho đến nút giao Xuân La Võ Trí Công thì tông vào hàng loạt xe máy. Cơ quan chức năng xác định có 18 người bị thương, trong đó 3 nạn nhân bị thương rất nặng tài xế Hoàng Ngọc Vĩnh sinh năm 1960, chú Long Biên, Hà Nội, không có nồng độ cồn và chất kích thích trong cơ thể. Tài xế cho biết thời điểm xảy ra sự việc, bản thân ông đã cố gắng xử lý để giảm hậu quả xuống thấp nhất. Cố lấy lại bình tĩnh, ông Vĩnh cho hay, chiều ngày 5 tháng 4, ông cùng vợ đến Bệnh viện Tim Hà Nội khám bệnh theo định kỳ hàng tháng. Sau khi khám xong và lên xe ra về, xe ô tô đã xảy ra sự cố khi hai người vừa ngồi lên được 30 giây. Ông kể, Thì Tôi đã hết sức để mà phanh phanh chân lúc đó tôi phanh chân nhưng mà có lẽ là tôi không tác dụng thế thì tôi đã phanh giật phanh tay phanh tay cũng không được thì tôi lại đã ẩn số ra bỏ số ra số không quá trình ý trong vòng khoảng độ 40 giây cho nên là trong cái lúc ý thì nó bị luống cuống thế là nó có thể là giữa chân ga và chân phanh thì mình cứ tưởng là càng phanh thì lại càng ga nó nhầm lúc ấy đi như là có một thằng cướp xe của tôi trong cái lúc trong vòng 4 giây thì tôi nghĩ bao nhiêu cái tổn thương sẽ đến với mình với mọi người nam tài xế thở dài nếu lúc đó có vật cản hoặc một thứ gì đó kích thước lớn thì tôi nhất định sẽ đâm vào xe đó nhưng đáng tiếc phía trước chỉ là người và xe máy sau cú tông kinh hoàng ông vĩ xuống xe và thấy nhiều người chảy máu trong đó có một người kẹt dưới bánh ô tô người đàn ông thừa nhận đã khóc và chỉ biết kêu trời sao lại ra nông nỗi này ông vĩnh nhớ lại xuống xe thì tôi đã khóc và chửi rồi và sau lại nông ngỗ này thế là tôi mọi người bảo bây giờ tập trung nhấc xe lên để nhấc người ra thì tôi cũng đã cùng với người ra để nhấc xe lên thế nhưng một trong đó một số người thì bảo tôi là anh phải sơ tán ngay khỏi vị chỗ này không có thì người nhà người ra ra thì, thì thì chết nhưng mà tôi vẫn là tìm cái phương án là phải cứu người trước hết á cho tôi xin lỗi tất cả mọi người những người đã bị rồi gây ra cái tai nạn hôm vừa qua tôi có sẽ phải có trách nhiệm để uh, trong công tác khắc phục với bà con với tất cả mọi người được biết, vợ chồng ông Vĩnh hàng tháng đều phải đi khám ở Bệnh viện Tim Hà Nội. Người vợ bị tăng huyết áp và đái tháo đường. Lái xe từ năm 2007 tới nay, đây là lần đầu tiên ông gặp sự cố khi điều khiển phương tiện. Ngày 5 tháng 4, cơ quan điều tra công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về tham gia phương tiện giao thông và tạm giữ hình sự tài xế Hoàng Ngọc Vĩnh. Vụ tai nạn xảy ra là điều không ai mong muốn, phía tài xế cũng đã nhanh chóng gửi lời xin lỗi, đồng thời nhận hoàn toàn trách nhiệm sau vụ việc. Hy vọng rằng thái độ thành khẩn và có trách nhiệm của nam tài xế phần nào an ủi xoa dịu được các nạn nhân. Bên cạnh đó, vụ việc một lần nữa nhắc nhở những người ngồi sau tay lái cần giữ bình tĩnh trong mọi tình huống để kịp thời xử lý sự cố bất ngờ xảy ra. Thưa quý vị, trẻ em là đối tượng dễ tổn thương nhất và cần được bảo vệ, giáo dục một cách cẩn thận, có trách nhiệm. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều những vụ việc đối xử tàn nhẫn với các nạn nhân nhỏ tuổi liên tiếp được phanh phui. Liên quan tới vụ bé trai Hóc Môn nghi bị mẹ ruột và dựng xâm trổ ép hút chất ma túy, Vừa qua, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận tin báo khẩn trương điều tra vụ việc. Liên quan đến vụ việc cháu bé nghi bị ép hút chất ma túy gây bức xúc dư luận, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức giao Công an Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương hoàn tất điều tra vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật để gian đe đối với hành vi cụ thể giao sở lao động thương binh xã hội phối hợp sở văn hóa thể thao hội bảo vệ quyền trẻ em thành phố các sở ban ngành quận huyện và thành phố thủ đức tăng cường tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật về công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em đồng thời thường xuyên theo dõi kiểm tra ra soát kịp thời phát hiện ngăn chặn xử lý nghiêm hành vi làm hại trên địa bàn Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đấu tranh với các đối tượng để củng cố làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, dụ dỗ xúi dục người khác sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời làm rõ các hành vi tàn nhẫn với nạn nhân để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trước đó ngày 24 tháng 3, công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận tin báo về đoạn clip bé trai nghi bị ép hút chất ma túy do ông T, sinh năm 1993, ngụ quận Tân Bình trình báo. Ông T là bố ruột của cháu bé trong đoạn clip. Ngay sau khi vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng đã tiến hành xác minh, bắt giữ hai đối tượng Nguyễn Thảo Nguyên, sinh năm 2000, ngụ quận Tân Bình, mẹ ruột cháu bé, và Lê Văn Bậm, sinh năm 1979, ngụ quận 10, người tình của Nguyên, khi cả hai đang lẩn trốn. Test nhanh, công an phát hiện Bậm Nguyên dương tính chất ma túy, còn bé trai âm tính với ma túy. Sau đó, công an đã đưa bé tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe với kết quả tình hình sức khỏe ổn định, chưa có dấu hiệu bất thường. Đoạn clip và câu chuyện của bé trai Hóc Môn sau khi chia sẻ nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Hy vọng sau khi Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao công an khẩn trương điều tra những góc khuất trong vụ việc được đưa ra ánh sáng và các đối tượng có hành vi tàn nhẫn với nạn nhân sẽ bị xử lý thích đáng theo quy định của pháp luật. Tiếp theo chương trình mời quý vị cùng theo dõi thông tin liên quan tới vụ rơi trực thăng Bell 505 khiến cho 5 người gặp nạn. Sau hơn một ngày tìm kiếm, bốn nạn nhân đã được tìm thấy và xác định danh tính. Sau khi thực hiện các thủ tục cần thiết, các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Đáng chú ý trong sáng ngày 7 tháng 4, nạn nhân cuối cùng cũng đã được tìm thấy. Vào lúc 16 giờ 56 phút ngày 5 tháng 4, trực thăng Bell 505 mang số hiệu VN8650 thuộc sở hữu công ty trực thăng miền Bắc cất cánh từ Tuần Châu, thành phố Hạ Long. Lúc này trên máy bay có 4 khách và một phi công đang thực hiện tour tham quan Vịnh Hạ Long. Sau khi cất cánh được khoảng 19 phút, trực thăng gặp sự cố và mất tín hiệu với đài kiểm soát không lưu. Vị trí Bell 505 bị rơi nằm ở mép bờ thuộc phía đông bắc đảo Cát Bà, Hải Phòng. Sau 24 giờ tìm kiếm, phân xác của Bell 505 và hộp đen được trục vớt lên tàu, dự kiến đưa về Quảng Ninh để phục vụ điều tra nguyên nhân xảy ra sự cố cơ quan chức năng thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cũng đã tìm thấy 4 nạn nhân xấu số, số. Trong ngày 6 tháng 4, các nạn nhân được đưa về nhà tang lễ thành phố. Lực lượng quân đội của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh và công ty trực thăng miền Bắc được huy động để giữ gìn an ninh trật tự. Các thân nhân có mặt tại nhà tang lễ thành phố Hạ Long để nhận dạng người nhà và chuẩn bị đưa về quê. Bốn nạn nhân gồm có đại tá Chu Quang Minh 59 tuổi, phi công điều khiển máy bay, trú tại Long Biên, thành phố Hà Nội, ông Hồ Tá Lực, 59 tuổi, trú tại số 422 Tôn Đàn, tổ 35, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng. Bà Hồ Thị Oanh, 61 tuổi, trú tại tổ 31, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, Đà Nẵng. Bà Phạm Thị B, 65 tuổi, trú tại số 7 Ô Cửa Bắc, tổ 19, phường Hải Châu, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Đại diện chính quyền thành phố Hạ Long thông tin thêm, riêng đối với nạn nhân là phi công điều khiển máy bay đã được các cơ quan chức năng khám nghiệm và hoàn thiện thủ tục bàn giao cho gia đình vào cuối giờ chiều cùng ngày đưa về Hà Nội. Đối với bà Oanh, sau khi thống nhất, cơ quan chức năng và gia đình đã đưa thi hài đi hỏa táng tại An Lạc Viên, thành phố Hạ Long. Hạ nạn nhân còn lại, theo nguyện vọng của gia đình, sẽ được đưa về Đà Nẵng để an táng theo phong tục của địa phương cùng cho cốt của bà Oanh trong đêm ngày 6 tháng 4. Các nạn nhân được đưa về quê bằng xe chuyên dụng và do Công ty Trực thăng Miền Bắc, Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam, Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng trực tiếp phụ trách. Đến sáng ngày 7 tháng 4, nạn nhân cuối cùng là bà Nguyễn Thị Hội, 60 tuổi, trú tại số 422 Tôn Đàn, tổ 35, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng đã được tìm thấy. Sáng cùng ngày, thi hài bà Hội sẽ được di chuyển về bờ để làm các thủ tục dân sự. Như vậy, sau hơn 2 ngày đêm nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tìm thấy 5 nạn nhân xấu số, số trong vụ máy bay rơi khi tham quan vịnh, gồm phi công, điều khiển và 4 hành khách cư trú tại thành phố Đà Nẵng chẳng ai nghĩ rằng chuyến du lịch mừng sinh nhật lại hóa đại tàng khiến các gia đình mất đi người thân mãi mãi. thay mặt ekip thực hiện chương trình chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến người thân các nạn nhân, hy vọng gia đình sớm vượt qua đau thương mất mát này. thưa quý vị khi mạng xã hội phát triển mỗi người được tự do phát ngôn thể hiện quan điểm cá nhân trên mạng xã hội tuy nhiên cũng có không ít người lợi dụng điều này lan truyền tin đồn thất thiệt, đăng những bài viết câu like câu view bất chấp. Chỉ vừa mới đây, một người đàn ông đăng tin tìm người đi đánh nhau cùng và trả công số tiền lớn đã phải nhận kết đắng khi bị phòng an ninh mạng gây thăm. Bà chấp đã có nhiều người bị xử phạt bởi những bài đăng tin giả gây hoang mang dư luận bị phạt. Tình trạng bất chấp câu view câu like vẫn tiếp diễn gây hoang mang dư luận. Theo cơ quan công an, ngày 24 tháng 3 vừa qua, ông VTH, 35 tuổi, ngụ huyện Cư Mở Gà, tỉnh Đắk Lắk, đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải bài viết thuê người đi đánh nhau của mình để lấy số tiền công 5 triệu đồng đến 70 triệu đồng. Sau khi ông Hát đăng tải bài viết trên đã thu hút được một lượng lớn tương tác của cộng đồng mạng, chia sẻ lan truyền nhanh chóng, gây mất tình hình an ninh trật tự và tạo tâm lý hoang mang cho người dân. Nắm được thông tin này, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk vào cuộc xác minh mời ông Hát lên làm việc. Tại cơ quan công an, ông Hát thừa nhận đã đăng tải bài viết có nội dung nêu trên để câu like câu view, mục đích để được nhiều người biết đến và được tăng tương tác cho trang Facebook cá nhân của mình. Sau khi được cơ quan công an giải thích, Hát đã nhận thức được hành vi nêu trên của mình là vi phạm pháp luật, đồng thời gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm. Ngày 6 tháng 4, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông VTH 35 tuổi, ngụ huyện Cư Mở Gà với số tiền 5 triệu đồng về hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực. Mạng xã hội ảo là thế, nhưng mỗi người lại phải chịu trách nhiệm thật sự với những hành động phát ngôn trên không gian ảo này. Số tiền 5 triệu đồng không phải là số tiền quá lớn, nhưng cũng đủ để mỗi người nhìn vào đó ý thức hơn về hành vi của mình, từ đó nghiêm túc nhìn nhận, cư xử văn minh, tuân thủ pháp luật trên không gian mạng. Quý vị thân mến, vừa qua, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo thông tư liên quan tới quy định đăng ký cư trú. Theo đó, dự thảo đưa ra sẽ thuận tiện hơn cho người dân trong việc chọn cách đăng ký khi có thể đăng ký trực tiếp hoặc qua trang thông tin, cũng có thể đăng ký ngay trên ứng dụng thiết bị điện tử. Cụ thể, dự thảo đã sửa đổi bổ sung những gì? Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung các thông tư số 55, 56, 57 liên quan đăng ký cư trú. Theo đó, dự thảo thông tư gồm 4 điều, sửa đổi bổ sung điều 3, thông tư số 55. Cụ thể, việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký cư trú được thực hiện dưới hình thức trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú, cổng dịch vụ công hoặc qua ứng dụng trên thiết bị điện tử. Bổ sung quy định về việc đăng ký tạm trú được thực hiện theo một trong các hình thức sau đây. Trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú, thông qua trang điện tử của cơ quan đăng ký cư trú hoặc qua cổng dịch vụ công thông qua ứng dụng trên thiết bị điện tử. Nâng thời hạn hiệu lực của giấy xác nhận thông tin về cư trú lên 1 năm, công dân yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú có thể trực tiếp đến cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước hoặc gửi yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú qua cổng dịch vụ công hoặc qua ứng dụng trên thiết bị điện tử. Nội dung xác nhận thông tin về cư trú bao gồm thông tin cư trú, thời gian địa điểm, hình thức đăng ký cư trú. Xác nhận thông tin về cư trú có giá trị 6 tháng kể từ ngày cấp đối với trường hợp quy định tại khoản 1 điều 19 Luật Cư trú, xác nhận về việc khai báo cư trú và có giá trị 1 năm kể từ ngày cấp đối với trường hợp xác nhận thông tin về cư trú. Trường hợp thông tin về cư trú của công dân có sự thay đổi điều chỉnh và được cập nhật trong cơ sở dữ liệu về cư trú thì xác định thông tin về cư trú hết giá trị kể từ thời điểm thay đổi. Dự thảo thông tư cũng nêu rõ xác nhận thông tin về cư trú được cấp cho các cá nhân và hộ gia đình theo đề nghị của công dân. Trường hợp cấp giấy xác nhận không tin về cư trú cho hộ gia đình thì phải có ý kiến đồng ý của chủ hộ. Trường hợp không thể lấy ý kiến đồng ý của chủ hộ thì phải có ý kiến đồng ý của các thành viên hộ gia đình. Cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm xác nhận thông tin về cư trú ngay sau khi nhận được đề nghị xác nhận thông tin cư trú của công dân. Trường hợp nội dung cần xác nhận thông tin về cư trú không có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì thời hạn giải quyết không quá 3 ngày làm việc. Cơ quan đăng ký cư trú, cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có trách nhiệm xác nhận thông tin về cư trú dưới hình thức văn bản có chữ ký và đóng dấu của thủ trưởng cơ quan hoặc văn bản điện tử có chữ ký số của thủ trưởng cơ quan theo yêu cầu của công dân toàn văn bản dự thảo thông tư đăng trên cổng thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 60 ngày kể từ ngày đăng. Các cơ quan tổ chức cá nhân có thể xem toàn văn dự thảo và tham gia đóng góp ý kiến. Thưa quý vị, sau 2 ngày thời tiết nóng lên, miền Bắc lại bất ngờ chuyển lạnh vào dạng sáng ngày 7 tháng 4. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia vào ngày 7 tháng 4, miền Bắc cũng sẽ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết trở nên dịu mát hơn, Vậy ngày 7 tháng 4, thời tiết các vùng trên cả nước sẽ diễn biến ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết thời tiết ngày 7 tháng 4 không khí lạnh tiếp tục chi phối Bắc Bộ. Thời tiết khu vực có mưa rào và rông rải rác, trời chuyển mát. Các tỉnh Bắc Trung Bộ mưa rào và rông rải rác, cục bộ mưa to. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở phía Bắc phổ biến từ 18 đến 21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Còn tại Trung Trung Bộ, phía Bắc khu vực có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng. Nam Bộ hôm nay tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ cao nhất giao động 35 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm không khí thấp 45 đến 60%, nắng nóng kéo dài từ 11 đến 16 giờ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 7 tháng 4, thời tiết Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, ngày không mưa. Đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất là từ 21 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng đưa ra nhận định xu thế thời tiết đáng chú ý ở một số khu vực từ nay đến 11 tháng 4. Theo đó, thời tiết khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ chuyển biến hình thế liên tục trong giai đoạn này. Bắc Bộ từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 4 có mưa, mưa rào rải rác, có nơi có rông. Từ ngày 7 tháng 4 trời chuyển lạnh, sau đó ngày 10 tháng 4 bắt đầu có nắng gián đoạn với nhiệt độ phổ biến 22 đến 28 độ. Từ 11 tháng 4, nền nhiệt tiếp tục tăng cao, cao nhất có thể vượt 30 độ. Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ từ đêm ngày 6 đến ngày 8 tháng 4 có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Từ ngày 7 tháng 4 trời chuyển lạnh, từ ngày 9 tháng 4 nắng giáo quay lại và nhiệt độ tăng cao trở lại từ ngày 10 tháng 4. Miền Đông Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt cục bộ kéo dài với nhiệt độ cao nhất 35 đến 37 độ C. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.